Về. Tôi nói để anh đến ăn chợ mà. Đâu tôi có não mà. Đâu tôi là để đừng não chứ tôi phải là để một tóc. Anh có biết không hả? Hả? Buông tôi ra. Tự biết đi được. Này. Đừng có xô tôi. Đâu cô? Tôi đã nói anh đừng có xô tôi nữa mà. Cảm ơn chết không mà. Tôi có đẩy cô đâu hả? Anh đúng là tên lùn ngáo ngơ đáng ghét. À, cô nói tôi đấy hả? Hắn ta là Nam Phong đáng ghét. Hắn ta trông cao to thế kia mà cô bảo lùn nữa. Không biết là anh đã ăn cái gì mà lại trở thành con người như vậy hả? Đến tôi mà anh còn không nhận ra là sao hả? Anh ăn cái gì? Anh ăn cái gì hả? Thì tôi ăn thịt chiên nướng với cô chứ ăn cái gì nữa. Không phải là anh, tôi đâu có nói anh. Tôi nói tên Nam Phong mà. Thôi được rồi, tôi sẽ điện thoại cho Nam Phong. Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ nói cho hắn ta biết. Hắn ta mới là đồ không não nên mới không nhận ra tôi. Nói cho hắn sáng mắt. Sáng mắt ra. Cô sai lắm rồi, để tôi đưa cô về nhà. Nhà cô ở đâu hả? Tôi đưa cô về. Ra. Điện thoại tôi. Anh có biết á, tại anh mà hôm nay tôi đã gặp chuyện gì hay không hả? Tôi không biết. Và tôi cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Bia của chị đâu chứ? Đứa nào uống hết bia của chị rồi hả? Cô say cũng lố dễ sợ lố. Anh em Bèo ạ. Em ơi. Dạ. Cho chị thêm 10 ly bia nữa nha. Cô say rồi, không uống được nữa đâu. Cô xuống. Tôi phải uống nữa. Uống tôi quên thì cái thằng cha Nam Phong đáng ghét. Tên con Phong đáng ghét. Ôi mẹ đâu rồi? Sao không đem ra vậy? Coi thường tôi không có tiền sao hả? Đem bia ra. Đứng ngồi không nổi, uống cái gì mà uống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh là cái thái gì mà dám nắm tay tôi hả? Hả? Còn cái tên cuồng phong đáng ghét kia là cái thái gì mà chửi tôi là đồ không có não hả? Đồ đáng ghét mà. Cô say thật rồi anh Bèo ơi. Về nhà đi. Không say. Tôi không bao giờ say. Xỉn rồi nào chứ. Tôi sẽ đứng lên cho anh cởi. Đứng yên mà không hề nhúc nhích luôn nè. Anh thấy chưa? Cha mẹ ơi. Má ơi. Tôi xỉn thiệt rồi. Bí mật của tôi với anh nha. Anh không được kể cho ai nghe hết nha. Thề đi. Tôi thề. Được chưa? Đi về nhà được chưa? Tôi còn tức lắm. Mà cái tên con Phong đáng ghét đó là ai chứ? Mà tại sao lại khinh thường tôi như vậy hả? Sao lúc nào cũng cho mình là người thông minh hết vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô bị chửi tôi mà. Mà tôi tưởng cô cũng phải quen với việc đấy rồi chứ. Nhiệt độ khinh người. Thôi được rồi, tới nước này thì không việc gì để phải giấu giếm nữa. Tôi sẽ nói cho hắn hết tất cả mọi chuyện luôn. Mọi chuyện là chuyện gì? Cô nói như kiểu là cô quen anh ta từ lâu lắm rồi ý. Chứ sao nữa? Lại đây. Tôi hết chuyện này. Chỉ một mình anh biết thôi nha. Tôi chỉ kể cho một mình anh nghe thôi đó. Tôi và Nam Phong
Hả? Từng là tôi và Nam Phong đã từng là tôi và anh biết không, cô tên là khác biệt.